Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề Công an Thừa Thiên Huế vì bình yên cuộc sống. Ngày mai sẽ diễn ra kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông và trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế và trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương. Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Phản ánh của phóng viên thời sự về tình trạng xe ben chở đất đá qua đoạn đường Đồng Tân của xã Phủ Sơn và Tân Ba của xã Thủy Bằng đã bị cày nát, mặt đường biến dạng, chi chít ổ voi ổ gà, gây khó khăn cho giao thông địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề Công an Thừa Thiên Huế vì bình yên cuộc sống. Tham dự khai mạc trại sáng tác có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trại sáng tác lần đầu tiên được phối hợp tổ chức nằm trong các hoạt động hướng đến kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 thành công và ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2019. Văn học nghệ thuật đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống luôn là nguồn cảm hứng vô tận của nhiều tác giả trong và ngoài lực lượng tham gia và cũng nhận được sự quan tâm của bạn đọc các thế hệ. Ở Thừa Thiên Huế, các tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Quang Hà, Tô Nhuận Vĩ, Hà Khánh Linh cùng nhiều truyện ngắn, các kỳ họa ảnh nghệ thuật, các khúc của nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ thời gian qua cũng đã ít nhiều thể hiện được vẻ đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân. Tham gia trại sáng tác có 23 văn nghệ sĩ thuộc các hội chuyên ngành mỹ thuật, âm nhạc, văn học, nhiếp ảnh, sân khấu. Trong thời gian diễn ra từ 31 tháng 5 đến 19 tháng 8, các văn nghệ sĩ sẽ thâm nhập thực tế, tìm hiểu đời sống, công tác, chiến công của cán bộ chiến sĩ công an trên các lĩnh vực, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh du lịch, xây dựng phong trào thi đua. Qua các sáng tác của mình, các văn nghệ sĩ chính là những người mở rộng cánh cửa tư liệu để bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn, hiểu biết chân thực hơn về những chiến công cùng sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2019 và ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đi thăm các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến thăm những bệnh nhi bị bệnh liên quan đến tim mạch đang được điều trị tại trung tâm tim mạch. Trong đó có không ít em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đã thăm hỏi động viên và trao 25 suất quà, mỗi suất quà gồm bánh kẹo, sữa và 1 triệu đồng tiền mặt. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đề nghị lãnh đạo bệnh viện và đội ngũ bác sĩ trung tâm tim mạch đặc biệt quan tâm chăm sóc, điều trị tích cực, giúp các em mau bình phục, sớm về với gia đình. Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã tham dự chương trình Ngày hội của em do câu lạc bộ tình nguyện Blue Sun, Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Trung tâm Nhi khoa, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức tại Trung tâm Nhi khoa. Đây là hoạt động thường niên được các đơn vị tổ chức hàng năm với sự tham gia hưởng ứng của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhằm động viên các em thiếu nhi vượt qua nỗi đau bệnh tật có một ngày lễ thiếu nhi ý nghĩa. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các nhà hảo tâm đã trao 275 suất quà cho các em thiếu nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Chiều qua, xã Phủ Hồ, huyện Phú Vang tổ chức lễ đón nhận quyết định của Ủy ban nhân tỉnh về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tham dự và chung vui với địa phương có bà Đoàn Thị Thanh Huyền, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2012 đến cuối năm 2018, xã Phú Hồ đã huy động hơn kinh phí đầu tư xây dựng 88 tỷ đồng, trong đó hợp tác xã và nhân dân đóng góp trên 37 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, xã tập trung phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2018. Để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của một xã nông thôn mới, thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Hồ tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và nguồn lực sẵn có, cũng như phát huy những kinh nghiệm đã đạt được, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của xã để nâng cao thu nhập của người dân, không ngừng củng cố xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Cùng trong chiều qua, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh tổ chức trao giải cuộc thi Thử thách dọn rác tháng 4 của chương trình Hành động để thay đổi vì một thế giới xanh và phát động phong trào đi xe đạp vì sức khỏe và môi trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Nguyễn Dung dự và trao giải. Giải thưởng cuộc thi tháng 4 đã thuộc về nhóm có số lượng tương tác nhiều nhất là tập thể cán bộ viên chức Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế với ba chia sẻ rất tâm huyết cùng hình ảnh và video được thực hiện tại khu đô thị An Đông, phường An Đông, thành phố Huế. Tiếp nối chương trình này, phong trào đi xe đạp vì sức khỏe và môi trường cũng được viện phát động. Phong trào nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào đạp xe, đi bộ để tăng cường sức khỏe, bảo vệ môi trường, an toàn và tiết kiệm chi phí khi tham gia giao thông. Qua đó, tăng hình ảnh của Huế về một đô thị du lịch văn minh với các tiêu chí xanh, sạch, an toàn và thân thiện với môi trường. Hưởng ứng tuần lễ biển hải đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới và ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều hoạt động bảo vệ môi trường lồng ghép với phong trào ngày chủ nhật xanh nhằm xây dựng Thừa Thiên Huế sáng, xanh, sạch, không rác thải. Khởi động cho tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày đại dương thế giới, ngày môi trường thế giới năm 2019 là lễ meeting hưởng ứng diễn ra vào ngày 2 tháng 6 năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, lồng ghép với phong trào ngày chủ nhật xanh diễn ra vào lúc 6 giờ sáng bằng việc ra quân làm vệ sinh môi trường, 60 phút sạch nhà đẹp ngõ trên phạm vi toàn tỉnh. Tại lễ meeting, cùng với việc biểu dương khen thưởng các cá nhân tổ chức có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào ngày chủ nhật xanh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ công bố bộ tiêu chí đánh giá xanh, sạch, sáng, cấp xã, khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản, trụ sở cơ quan và hộ gia đình và công bố mạng lưới ngày chủ nhật xanh, đặc biệt là phát động phong trào nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần và trao tặng sản phẩm tượng trưng thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và cuộc thi về sáng kiến giải pháp làm sạch môi trường, các sản phẩm thân thiện môi trường thay thế các sản phẩm nhựa ni lông. Với chủ đề giữ môi trường xanh, chống rác thải nhựa, tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày đại dương thế giới, ngày môi trường thế giới năm 2019 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải nhựa, để cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và các hệ sinh thái, vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng, xanh, sạch, không rác thải. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, trong 5 tháng đầu năm, nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn đều tăng. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tổng nguồn vốn huy động tại các tổ chức tín dụng ước đạt 45.338 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 47.700 tỷ đồng, tăng 4,8%, trong đó dư nợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 24%, tăng 1,9%, nợ xấu ở mức 580 tỷ đồng, chiếm 1,22% so với tổng dư nợ, giảm 37% so với đầu năm. Những tháng đầu năm về lãi suất, các tổ chức tín dụng trên địa bàn duy trì mức lãi suất huy động và cho vay ổn định. Cụ thể, lãi suất huy động bằng Vietnam đồng phổ biến ở mức 0,8 đến 1% một năm. Đối với tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 1 tháng, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 4,3 đến 5,5% một năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng từ 5,4 đến 6,5% một năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,5 đến 7,3% một năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6 đến 9% một năm, đối với ngắn hạn 9 đến 11% một năm đối với trung và dài hạn. Tiếp tục chương trình là những thông tin khác. Bắt đầu từ hôm nay, quyết định 22 bổ sung một số điều của quyết định 48 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh bắt đầu có hiệu lực. Với quyết định 22 vừa được ban hành, ngoài việc thực hiện các chuẩn mực trong thi hành nhiệm vụ, công vụ như chấp hành giờ giấc, trang phục, ý thức kỷ luật, thái độ giao tiếp ứng xử với người dân, chuẩn mực trong các mối quan hệ xã hội, cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh cũng được yêu cầu phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện bổn xin, bổn luân, xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép, luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Cùng theo quy định 22, cán bộ công chức không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân. Không thờ ơ vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn bức xúc của người dân. Với quyết định trên nhằm thay đổi sâu sắc trong tư duy và hành động, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ,
nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 sẽ diễn ra kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông và trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Chiều ngày 1 tháng 6, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã có buổi kiểm tra rà soát lần cuối các điểm thi và phổ biến quy chế cho các cán bộ làm nhiệm vụ trong kỳ thi này. Năm nay, hơn 1.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 quốc học sẽ thi theo quy chế tuyển sinh trường chuyên. Với các môn bắt buộc là ngữ văn, toán, ngoại ngữ, trong đó vào chiều ngày 3 và ngày 4 tháng 6, các thí sinh sẽ dự thi môn chuyên. Đối với môn hóa và ngoại ngữ, các thí sinh sẽ dự thi trong 120 phút, các môn chuyên còn lại 150 phút. Tại điểm thi đặc biệt này, công tác đảm bảo an ninh an toàn, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra hiệu quả, chất lượng được coi trọng, hệ thống phòng thi và camera giám sát cũng được triển khai. Toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại thì cơ bản tất cả các cái phương án chuẩn bị cho kỳ thi thì chúng tôi đã chỉ đạo và đảm bảo đủ các điều kiện. Về công tác thực hiện các cái quy trình làm đề thi, coi thi thì chúng tôi thực hiện đúng theo quy chế. Ngoài trường trung học phổ thông chuyên quốc học, các thí sinh thi theo quy chế tuyển sinh trường chuyên. Tất cả các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố Huế sẽ tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Toàn thành phố Huế có trên 5.200 học sinh sẽ tham gia kỳ thi với chỉ tiêu tuyển sinh dao động từ 75% đến 80%. Các thí sinh sẽ dự thi tại 12 hội đồng thi. Cùng trong ngày 2 tháng 6, trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương tổ chức kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 tại hai hội đồng thi Nguyễn Tri Phương và Chu Văn An. Ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đã sẵn sàng cho các kỳ thi và xét tuyển này. Chiều qua, trường Mầm non Âu Lạc thành phố Huế tổ chức tổng kết phát thưởng năm học 2018-2019 và liên hoan quốc tế thiếu nhi. Năm học 2018-2019 là năm học thứ 5 trường Mầm non Âu Lạc bước vào hoạt động giáo dục và đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 và công nhận chất lượng giáo dục. Đến cuối năm học 2018-2019, số trẻ huy động ra lớp đạt gần 400 trẻ. Qua 5 năm học, các cháu được chăm sóc nuôi dạy chú đáo với 100% trẻ được cân đo, chấm biểu đồ theo tháng, theo quý. Trường thực hiện có hiệu quả việc đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ một cách toàn diện, lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường các hoạt động vui chơi, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá với môi trường xung quanh, chú trọng giáo dục và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ. Ngoài chăm sóc giáo dục trẻ, trường còn thực hiện chương trình giáo dục song ngữ để hỗ trợ trẻ phát triển Anh ngữ. Trong dịp hè, để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng, chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1, trường phối hợp với một số trường tiểu học như Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Quang Trung, tổ chức khóa học hành trang vào lớp 1. Dịp này, nhà trường đã tặng quà và phát thưởng cho các cháu mừng ngày quốc tế thiếu nhi với nhiều tiết mục ca múa nhạc do các cháu của trường biểu diễn ấn tượng. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2018-2019 đã đi qua với một mùa hè bắt đầu để các em học sinh nghỉ ngơi thư giãn, chuẩn bị bước vào một năm học mới. Cùng với các địa phương trong tỉnh, nhìn lại năm học qua, ngành giáo dục và đào tạo Phú Lộc đã đạt được nhiều thành tích cao trong dạy và học, ghi nhận của phóng viên thời sự. 107 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 2 em đạt giải nhất, 16 giải nhì, 44 giải ba và 46 giải khuyến khích. Xếp thứ nhì toàn tỉnh và bỏ cách biệt đơn vị đứng thứ ba 70 điểm. Đó là những con số biết nói thể hiện thành quả của một năm học tập của toàn thể thầy và trò ngành giáo dục huyện Phú Lộc, được nêu lên tại lễ tuyên dương khen thưởng cho học sinh và giáo viên những gương mặt xuất sắc ưu tú nhất trong năm học vừa qua. Những thành tích đó là quả ngọt cho những nỗ lực dạy và học của địa phương. Là học sinh thì em được nhận giải cao trong kỳ thi này, em cảm thấy rất là vinh dự và cũng một phần là cảm ơn quý thầy cô cũng đã chăm sóc chăm bẩm cho chúng em, vì có được thành tích ngày hôm nay không phải là đơn giản là chỉ vì chúng em cố gắng mà còn có cả thầy cô cố gắng cùng cho em nữa. Trong những năm vừa qua thì được sự hỗ trợ khích lệ động viên của phòng giáo dục
và đặc biệt là cái sự vào cuộc của ban giám hiệu nhà trường, cái tâm huyết của các cái thầy cô giáo làm công tác bồi dưỡng mũi nhọn. Chính vì tất cả những cái điều đó mà cái phong trào mũi nhọn của phòng giáo dục Phú Lộc đã có cái sự phát triển rất là vượt bậc. Và cái nét nổi bật của chúng tôi đó là cái mũi nhọn học sinh giỏi. Trong năm qua thì chúng tôi ở vị trí thứ nhì một cách ngoạn mục, bỏ qua vị trí thứ ba là gần hơn 70 điểm cách biệt. Cái thành quả này để ghi nhận cái sự nỗ lực của tất cả các nhà trường, đội ngũ thầy cô giáo, các em học sinh và đặc biệt là phụ huynh. Mà cái vấn đề mà chúng tôi mà cảm thấy hạnh phúc nhất đó là cái sự hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, mà nhất là các vị mạnh thường quân. Nhìn lại chặng đường năm học vừa qua, dấu ấn mà ngành giáo dục huyện Phú Lộc đạt được là sự vượt trội về chất lượng mũi nhọn và từng bước vững chắc nâng cao chất lượng đại trà. Ngành đã chú trọng tới công tác phát hiện những học sinh có năng lực, năng khiếu, thành lập đội tuyển, tổ chức ôn luyện, bồi dưỡng để phát huy hơn nữa tài năng của học sinh. Từ đây, nhiều học sinh đã có tinh thần tự học, có ý tưởng sáng tạo, có những phương pháp giải bài hay, độc đáo, nên số lượng và chất lượng học sinh giỏi từ cấp trường đến cấp tỉnh ngày càng tăng. Một nét mới trong năm học này chính là ngành đã huy động tốt nguồn lực xã hội hóa giáo dục nhờ sự hỗ trợ các nguồn lực của văn phòng giảng Trư San và một số đơn vị khác. Toàn ngành đẩy mạnh phong trào đọc sách trong nhà trường, đưa tiết đọc sách vào thời khóa biểu chính khóa. Do đó, số lượng thư viện thân thiện ngày càng tăng, trang thiết bị hiện đại, đầu sách phong phú đa dạng, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường nhằm hướng tới một xã hội học tập suốt đời đạt hiệu quả cao. Tất cả các ba bậc học ngành học chúng tôi đều tập trung đầu tư, và cái thành công của chúng tôi là đẩy mạnh cái văn hóa đọc trong nhà trường dưới cái sự hỗ trợ giúp đỡ của tổ chức dự án Di San. Thì chúng tôi đã tự đưa tiết đọc sách vào thời khóa biểu chính khóa và xem như đó là một cái tiết học, và đã tổ chức một tuần là các em đọc sách một lần. Và trên cái tinh thần đó thì giáo dục các em rất là tự tin và đẩy mạnh hoạt động thư viện. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng khá hài lòng khi mà triển khai các cái dự án trên địa bàn Phú Lộc. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện rất là nhiều, đặc biệt là cái sự phối hợp của ngành giáo dục, cho nên là cái chất lượng của dự án triển khai rất là tốt. Và trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các cái chương trình dự án như là học bổng, như là mầm non, và đặc biệt là chúng tôi sẽ kết hợp với các nguồn lực khác để thúc đẩy diện rộng cái mô hình đọc sách trên địa bàn của huyện Phú Lộc. Công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện chúng tôi rất đặc biệt quan tâm, bởi vì chúng tôi xác định rằng là ngoài những nguồn lực của ngân sách thì cái nguồn lực xã hội hóa nó rất là to lớn. Nhờ vậy cho nên chúng tôi đã tập trung đầu tư cho cái giáo dục mũi nhọn một cách có hiệu quả. Trong tương lai thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo một cách quyết liệt hơn. Hiện tại là Phú Lộc vẫn còn có nhiều cái khó, tức là thứ nhất là về cái phổ thực hiện cái đề án việc chuẩn hóa nâng cấp các cái trường học đó. Đề án đạt chuẩn quốc gia thì hiện tại là Phú Lộc cũng đang còn nhiều khó khăn. Chúng tôi đang tập trung nguồn lực để thực hiện nâng cao cơ sở vật chất của các trường lớp. Cái thứ hai là một mặt nữa, bên cạnh đó thì chúng tôi đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cũng như là xã hội hóa giáo dục để thực hiện khuyến khích, động viên các em học sinh, kể cả mũi nhọn và đại trà. Những kết quả ấn tượng đạt được một lần nữa khẳng định giáo dục và đào tạo huyện Phú Lộc đang có nhiều đổi mới với chất lượng bền vững. Phát huy tinh thần đó cùng với những chính sách hỗ trợ đầu tư hiệu quả, thiết thực và đồng bộ từ huyện đến cơ sở, cùng với sự nỗ lực của ngành giáo dục đào tạo huyện Phú Lộc, trong năm học tiếp theo, giáo dục huyện Phú Lộc sẽ có thêm những thành quả cao hơn nữa từ sự vun đắp đổi mới căn bản nền giáo dục trong thời kỳ hội nhập. Thưa quý vị và các bạn, những vụ tai nạn giao thông từ các xe ben chở đất đá cát sỏi luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người dân, bởi loại xe này được người dân ví là hung thần trên xa lộ. Thời gian gần đây, nhiều người dân ở xã Thủy Bằng và xã Phú Sơn đã phản ánh tình trạng xe ben chở đất đá qua đoạn đường Đồng Tân của xã Phú Sơn và Tân Ba của xã Thủy Bằng đã bị cày nát, mặt đường biển dạng, chi chít ổ voi ổ gà, gây khó khăn cho giao thông địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ghi nhận của chúng tôi tại khu vực thôn Đồng Tân, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, chỉ trong vài giờ đồng hồ đã không thể đếm xuể lượng xe vào đê chở cát sạn đất đá. Còn theo phản ánh của người dân địa phương thì lượng xe lưu thông không kể ngày đêm, nhất là khoảng thời gian từ sau 3 giờ sáng. Lái xe chạy với tốc độ cao, chở quá khổ quá tải. Từ khi có 3 bài tập kết cát sỏi và các mỏ đất thì
thì con đường dân sinh trở thành trục đường vận chuyển vật liệu. Hàng ngày nó phải oằn mình gánh chịu hàng trăm chuyến xe tải lớn nhỏ, xe nào cũng chở quá tải nên mặt đường bong tróc, ổ gà ổ voi chi chít, gây khó khăn cho giao thông đi lại của người dân địa phương. Phải tình hình đấy, đường bị hư hỏng nặng, điểm hai là đường trực, điểm ba là đường trường học, mà thấy ô nhiễm môi trường đấy là với mùa hè rất nặng nề đây, nên cùng giờ ban ngành can thiệp để mà sửa cái đường xã. Vậy là ô nhiễm môi trường là thấy 4 giờ sáng là 3 rưỡi là đã cháy rồi, 7-8 giờ đêm đã cháy rồi chưa nghỉ, cho nên là ô nhiễm môi trường là dân là đi làm ăn xa toàn là đóng cửa hết. Trong thời gian không xa, khi chiếc cầu nối liền thôn Tân Ba của xã Thủy Bằng với thôn Hà của xã Chương Hòa đi vào hoạt động, thì trục đường này sẽ là trục giao thông chính của ba xã Chương Hòa, Thủy Bằng và Phú Sơn. Nếu tình trạng xe tải hoạt động liên tục thì hiểm họa từ tai nạn giao thông cho người đi đường, các cháu học sinh là khó lường. Bên cạnh đó là tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn đang từng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của cư dân hai thôn Đồng Tân và Tân Ba. Tại đây, nhiều lần người dân đã bức xúc dùng đá, gỗ chặn đường không cho xe tải qua lại. Lực lượng chức năng không có mặt ở đây, trong khi đó công an xã lại không thể dừng xe. Thứ nhất là lượng xe của đi lại qua địa bàn thôn 4 về vấn đề chở cát sạn là rất nhiều, và chạy tốc độ là chạy nhanh, quá chở trọng tải lớn, quá tải. Thanh tra giao thông là làm trong vấn đề đó là về các phương tiện xe gỗ là vì có trọng tải lớn, là họ chở các vật liệu như cát sạn và đất. Nhưng ở thôn 4 vì vấn đề đất và cát sạn là nhiều, vận chuyển đá ở đồng bằng thôn nên đường làm cho đường sạn hư hỏng nặng. Là trục giao thông do chi hội nông dân quản lý với tiêu chí xanh sạch đẹp, nhưng làm sao có thể sạch đẹp khi một đường xe quá tải thường xuyên hoạt động, mặt đường thì bong tróc chằng chịt, ổ gà ổ voi, các bãi tập kết cát sỏi thì thi nhau nhập hàng xuất hàng, mặt đường đầy cát rơi vãi, tạo nên những sóng trâu nguy hiểm cho các loại phương tiện hai bánh khi qua đây. Được biết, Ủy ban dân xã Phú Sơn đã bàn giao mặt bằng tuyến đường này cho ban quản lý các dự án giao thông để thi công làm mới. Nhưng với tình trạng này, liệu công trình xây dựng hạ tầng giao thông sắp khởi động có đủ sức gánh chịu lưu lượng tải trọng của xe ben, xe tải chở đất đá lưu thông trên tuyến? Vào chiều qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên hoàn đã diễn ra trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc, làm một người chết cháy và hai người bị thương nặng. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5 tại km 840+150 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 43C17666 của công ty thương mại và giao nhận quốc tế Đà Nẵng chạy theo hướng từ Đà Nẵng ra Huế, khi đến vị trí nói trên đã va vào xe mô tô biển kiểm soát 75E1-17733 chạy cùng chiều. Tiếp đó, xe đầu kéo đâm vào xe mô tô biển kiểm soát 75D1-25489. Cú va đâm này đã làm cho cả người điều khiển và xe mô tô 75D1-25489 mắc dưới gầm xe ô tô. Tiếp đó, xe đầu kéo va vào xe tải ben chở đất mang biển kiểm soát 75K-2927. Sau những cú va đâm liên hoàn, xe đầu kéo bốc cháy dữ dội, lại xe đầu kéo kịp thời mở cửa thoát thân, nhưng người phụ nữ điều khiển xe mô tô bị mắc kẹt dưới gầm ô tô bị thiêu cháy. Hậu quả vụ va chạm liên hoàn này đã làm một người chết và hai người bị thương nặng. Bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.